Em chào các bác. Thời điểm bây giờ thì là cái thời điểm vàng cho cái mua sắm audio nhân cái dịp cuối năm, vì hiện tại là giá là đang rất là tốt. Đấy, hàng về được những cái sản phẩm tuyển chọn giao lưu cùng các bác. Đấy, cơ hội vàng cho các bác trong cái nhân dịp mua sắm ngày hôm nay. Thì hôm nay em sẽ báo giá nhanh cho các bác những cái dòng sản phẩm mới cập bến tại Shop Đặt Trần hôm nay. Thì rất là nhiều những cái dòng sản phẩm đây. Em sẽ quay chi tiết và báo giá cho các bác. Đấy, trong này thì là một cái lô loa mắt võng này, đầy đủ các cái mã 77A, 88A, 99A, set 700G. Đấy. Bên này thì là một loạt những cái dòng loa cây cột. Đấy. 3M chân dài Pioneer, 99 TWin, 1000 TWin, rồi cái dòng Pioneer, cái dòng Kappa 90. Đấy. JBL SA 2500, 2600 và 3100. Đấy, sẽ báo giá cho các bác. Hai cặp JBL này trước đi. Hai cặp JBL 4312D MK2 Control Monitor. Đây là đời cuối số của 4312 rồi. Đấy, tình trạng rất là đẹp. Em 4312D này thì là vỏ sần các bác nhé. Đấy, vỏ sần chống trời này rất là đẹp. Đấy, nét căng luôn. Đấy, cái loa xuất sắc. Thùng vỏ thì rất là đẹp. Cặp 4312D này giao lưu bình thường 25,8 triệu. Hôm nay giao lưu 24 triệu này. Cặp 4312XP cũng rất là đẹp. Đấy, bình thường thì hôm nay chỉ báo giá nhanh thôi. Đấy, các bác nào không có thời gian thì chúng ta xem lướt qua thì chúng ta có thể nắm được giá. Cặp 4312XP thì bình thường là hôm nay thì giao lưu cho các bác 20,5 triệu. Đấy, gì Pioneer HPM 100 cũng rất là đẹp. Đấy, cặp nào em cũng để e-căng ở đó nhé. Đấy, đầy đủ e-căng nhé. Đẹp, không rách, không thủng nhé. HPM 100 em giao lưu 19,5 triệu thôi. Cặp Onkyo Monitor 2000X hôm nay có 2 cặp, 24,5 triệu cho một cặp. Đấy, bình thường thì sấp xỉ 26 triệu cơ, các bác phải mua được. Hôm nay chỉ 24,5 triệu. Đấy. Đấy, quay cho bác xem cả hai cặp đều đẹp nhé. 24,5 triệu cho một cặp 2000X. Cặp Pioneer S933 hôm nay cũng có 2 cặp. Đấy, tình trạng rất là đẹp, 933 thì nổi tiếng rồi, vỏ đỏ. Cặp này thì giao lưu cho các bác là 24,5 triệu thôi. Giá bình thường thì cũng khoảng 26 triệu. Pioneer 77A. Đây là những cái dòng loa cổ. Bên em bao đẹp xuất sắc. Xin tuyệt đối cho các bác nhé. Tình trạng là gân mục này, chưa có thay này. Đấy. 77A là 21,5 triệu. Set 700G. Set 700G cũng lưới mắt võng nhé. Đây là lưới của set 700G đây. Đấy, lưới nó tối hơn một chút. Lưới của set 700G. 700G 15,5 triệu này. 88A hoa hậu luôn, đẹp không tì vết. 88A hoa hậu này thì 26 triệu này. Cặp loa Mỹ cổ Emrise Bass 40, mặt đá rất là đẹp. Đấy, Super Bass 40, trung tép ở phía trước, đẹp độc đáo luôn. Đấy, vừa nghe vừa trưng bày để đồ ở trên được. Cặp này 21,5 triệu. 99A màng FB đời trung mộc khá là hiếm, đẹp nhất Hà Nội ở thời điểm hiện tại. 99A trung mộc các bác nhé, 48,5 triệu. Đấy, những cái cặp này bên em tuyển chọn thì không tì vết đâu, 48,5 triệu, xuất chúng luôn. Kappa 90, Kappa 90, Super Bass 25, trung tép. Đấy, vừa chơi đa năng, vừa nghe vừa hát được, 21,5 triệu này. Pioneer TWin 1000, 24 triệu. Đấy, giá rất là tốt, Pioneer 1000 này có những cái lúc 26 triệu cơ. Đấy, Pioneer 99 TWin 14,500. Bốt 501 series 4 thì cũng giảm còn 19,5 triệu, và bốt 501 series trơn là 11,5 triệu. Bốt 4.2 series 2 là 13,500. BVK CDM1NT 15,8 triệu, full thùng xốp. Loa cao cấp đây, JBL cao cấp JBL S2500, 2W 20 và chép kèn mỏ vịt rất là đẹp. Series 2 thùng là trùng số. Đấy, cặp này em giao lưu 20, cặp này em giao lưu là 27,5 triệu. S3100 Bass 40 siêu khủng long bạo chúa. Đấy, 48,5 triệu thì hôm nay em giao lưu cho các bác là 47 triệu. Đấy, rất hợp lý luôn. Đấy, còn nguyên cả sách vở catalog đầy đủ, rất là đẹp. Cặp này là cặp S2600, nhỏ hơn 3001, nhỏ hơn cái Bass thôi, còn lại như nhau. S2600 thì giao lưu cho các bác là 31 triệu, giá bình thường là 33 triệu. Đàn ông 880D này,
Đấy, có giải mã quang nghe trực tiếp từ trên mạng được 12 triệu 607 MR, 9 triệu rưỡi mặt vàng gold. 607 được cát 8 triệu rưỡi nhá, hồi gỗ bóng loáng hai chỉ vàng. 707 này 9 triệu rưỡi, 707 330W rất là khủng. À, lại một em 880D nữa. À, các bác quan tâm sản phẩm nào thì các bác alo cho em nhé. Và nhớ em xin một like. Xin cảm ơn các bác.